Quần áo chất thành đống tại các địa điểm nổi tiếng của thế giới nhắc nhở mọi người mua sắm có ý thức trong dịp Black Friday. Mới đây, thương hiệu thời trang second hand Vetiaire Collective đã tung một video ghi lại cảnh núi quần áo nhấn chìm địa điểm nổi danh của thế giới là quảng trường thời đại Times Square ở New York, Mỹ, với sự xuất hiện của logo các hãng thời trang như F&M, Zara, Mango. Black Friday là dịp sale lớn nhất năm, mọi người tranh thủ để mua cho mình những món đồ yêu thích với giá hời, đặc biệt là các tín đồ thời trang. Thời trang là ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy lớn. Có tới 92 triệu tấn quần áo bị thải ra mỗi năm, tương đương với 1,3 triệu chiếc ô tô và đủ để nhấn chìm chúng ta. Do đó, chiến dịch của Vetiaire Collective nhắc nhở mọi người mua sắm có ý thức hơn trong dịp Black Friday, cũng như vì một tương lai bền vững hơn. Mua cái mình thực sự cần và hãy luôn ghi nhớ rằng nghĩ trước mua sau. Đây cũng chính là thông điệp mà thương hiệu muốn truyền tải qua chiến dịch Think First Buy Second. Ngoài các video ứng dụng CGI ghi lại cảnh quần áo chất đống tại quảng trường thời đại, nhãn hàng còn tung bộ ảnh gây sốc, núi quần áo xâm chiếm các địa danh nổi tiếng của thế giới, lấp đầy toàn bộ tòa nhà Empire State tại Mỹ, tạo ra một đống rác có kích thước của tháp Eiffel tại Pháp, hoặc lấp đầy cung điện Buckingham ở Anh mỗi ngày. Video được đăng tải đã thu về 15,4 triệu lượt xem trên Insta và 1,2 triệu lượt xem trên TikTok cùng nhiều bình luận sôi nổi từ người dùng mạng. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của chơi nha!